từng là niềm mơ ước của nhiều thương hiệu Việt với tốc độ phát triển nhanh, sở hữu hàng trăm điểm bán ở vị trí đắc địa, chuỗi món Huế, phở ông Hùng, cơm thố cháy, đóng cửa hàng loạt gây xôn xao. Từ năm 2007 đến năm 2013, món Huế đã có 9 cửa hàng, tức là trung bình mỗi năm họ bỏ 1,5 cửa hàng. Sau đó công ty nhận được liên tiếp khoảng 30 triệu USD từ hai vòng gọi vốn Series B và Series C trong vòng 2 năm 2014 và 2015 từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Cho đến nay, nhà hàng Món Huế đã có 77 cửa hàng, Phở Ông Hùng đã có 55 cửa hàng và cơm thố cháy có 31 cửa hàng. Không chỉ kinh doanh các mặt hàng món Việt, trong 2 năm qua, Huy Việt Nam cũng giới thiệu một số thương hiệu món ngoại mới như Sushi của Nhật Bản, Silla BBQ của Hàn Quốc hay là trà sữa TBT của Đài Loan, trong đó TBT có khoảng 10 cửa hàng, Sushi có 3 cửa hàng và Silla BBQ có 2 cửa hàng. Với hơn 200 điểm bán Huy Việt Nam là một trong ba chuỗi kinh doanh ẩm thực lớn nhất Việt Nam về quy mô, chỉ xếp sau hai ông lớn Golden Gate và Redson. Với nhiều khách hàng, khi nhìn thấy các cửa hàng của chủ thức ăn này liên tục được xây dựng thì trầm trồ cho rằng nó phát triển quá khủng khiếp. Mặc dù đôi lúc cũng tò mò nhìn vào bãi xe thì thấy rất ít khách. Tuy nhiên, dưới con mắt của những người kinh doanh trong ngày F&B nói riêng và những chuyên gia kinh tế nói chung, thì sự phát triển ồ ạt như vậy là một bức màn che đi sự lụng bại, sụp đổ từ bên trong và phá sản chỉ là chuyện thời gian. Nhận vài chục triệu đô từ các quỹ đầu tư, Huy Việt Nam đã tăng quy mô chóng mặt. Chỉ riêng năm 2015, ba thương hiệu chính là Phở Ông Hùng, Món Huế và Cơm Express đã nâng số cửa hàng gấp 7 lần, từ 14 cửa hàng năm 2014 lên 110 cửa hàng vào cuối năm 2015. Trước khi đóng cửa hàng loạt, Huy Việt Nam có 200 điểm bán với 10 thương hiệu khác nhau. Lý do chuỗi cửa hàng Món Huế, Phở Ông Hùng và Cơm Thốt Cháy phá sản là gì? Một, ông Huy Nhật là một người có kinh nghiệm về marketing nhưng lại không có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B mà trong khi đó ăn uống là một lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm quản lý. Một thương hiệu đang làm ăn được ở quốc gia này chưa chắc có thể thành công được ở quốc gia khác. Hai, món ăn không ngon, không có gì đặc biệt. Rất rất nhiều thực khách khi dùng bữa tại những nhà hàng trong hệ thống của Huy Việt Nam đều cho rằng món ăn ở đây không đặc sắc, thậm chí không ngon. Và tôi tin những chia sẻ này là đúng sự thật. Một khách hàng đã từng chia sẻ, cách đây 3 năm khi mình vào thử ăn phở ông Hùng, quán đều trang bị hiện đại, mặt bằng rộng đẹp nhưng quán vắng như chùa Bà Đanh. Gọi tô phở thì ăn thử, hỏi ôi, nước dùng nhạt như nước ốc, bánh phở và thịt bò dở không thể tả. Quán như vậy mà gánh nặng chi phí tồn tại đến ngày hôm nay quả là may. Một nhà đầu tư của món Huế đã phải thừa nhận rằng thương hiệu này đã mở quá nhiều chi nhánh để phô trương thương hiệu mà không chú trọng đến cải thiện chất lượng. Bà cũng tự nhận giá thành cao trong khi chất lượng món ăn không đảm bảo, thái độ phục vụ của nhân viên chưa đạt yêu cầu. Món ăn không ngon so với khẩu vị của người Việt, nhưng giá thành sản phẩm lại cao vì chúng tôi chọn tuyển nguồn nguyên liệu cao cấp. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh lại có chất lượng món ăn ngon hơn, giá thành lại thấp hơn. Bởi vậy, doanh thu đi xuống còn chi phí mặt bằng tăng cao, món Huế không có lợi nhuận. Nhiều người cho rằng đã vào quán có thương hiệu, chấp nhận bỏ tiền nhiều là để được ăn ngon. Còn nếu chỉ muốn trả tiền ít thì ở Việt Nam có đầy những quán ăn bình dân nhưng hợp khẩu vị. Chính điều này đã khiến cho món Huế ngày càng có khoảng cách với thực khách. Tôi từng rất mê món Huế, 10 hay 12 năm về trước khách quốc tế nào đến tham quan thì cũng sẽ được tôi dẫn đến đây ăn một bữa. Ai cũng trầm trồ tấm tắt làm chủ tiệc cũng cảm thấy tự hào. Hai ba năm trước ghé lại thì không thấy còn được như trước. Lần gần đây nhất ghé lại tôi thật sự thất vọng. Cửa hàng bắt khách đứng chờ rất lâu trong khi phục vụ lề mề không sốt sắn, không gian bẩn thiểu thức ăn dở tệ. Chính điều này đã đốt tiền của nhà đầu tư, tạo ra sức ép tài chính, sức ép trong dòng tiền, tạo ra sự hy sinh và suy giảm về chất lượng dịch vụ sau này. 3. Món ăn quá đắt, chưa bao gồm VAT. Với một phần bún thịt nướng tại nhà hàng món Huế, thực khách đã phải chi trả số tiền là 69.000 một phần. Các món nước như bánh canh, hủ tiếu là 55.000 một phần. Đây là một mức giá không hề dễ chịu với đa số người Việt Nam và với một chất lượng phục vụ như thế. Món ăn không ngon lại quá đắt, rồi lại còn thuê mặt bằng để kinh doanh toàn những địa điểm VIP tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không chết thì mới là lạ. 4. Món Huế cũng khá kén người ăn, Nói thật với các bạn, dù ẩm thực Huế có đặc sắc nổi tiếng như thế nào thì những món ăn của Huế nói riêng và những vùng miền khác nói chung đều chỉ có thể hợp khẩu vị với một số người nhất định. Đâu phải ai cũng có thể ăn ngon miệng được như các món miền Trung, miền Bắc, miền Nam đâu. Vì thế mà các món ăn phải được dung hòa sao cho thật tốt, vừa không làm mất đi hương vị truyền thống của địa phương, vừa làm hợp khẩu vị cho thực khách. Người Việt Nam mình còn thế, huống gì người nước ngoài, điều này là điều Huy Việt Nam chưa làm được. Tính đến cuối ngày 22 tháng 10, số tiền món huế và chủ thương hiệu của Huy Việt Nam nợ của 44 nhà cung cấp thống kê đã lên hơn 30 tỷ đồng, từ thực phẩm đến các dịch vụ thiết bị. Việc mở rộng quá nhanh trong khi chưa có hiệu quả tài chính đủ tốt tại những cửa hàng hiện tại là quá mạo hiểm. Món Huế mở rộng với hy vọng quy mô tăng nhanh sẽ giúp giảm chi phí bình quân là chưa chính xác trong ngữ cảnh của ngành hàng bi Vốn đòi hỏi chi phí mặt bằng cao, tỷ lệ hư hỏng nguyên vật liệu lớn, mức độ đa dạng nguyên vật liệu cao, dẫn đến ưu thế trong thương lượng với nhà cung cấp không thật tốt. Thương hiệu Huy Việt Nam thời gian đầu mới thành lập cũng chỉ là một doanh nghiệp hết sức bình thường trong số hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang tồn tại lúc bấy giờ, nhưng chỉ cần qua một đợt gọi vốn được 30 triệu USD thì cục diện mọi chuyện khác hẳn, từng cửa hàng từng cửa hàng lần lượt được khai trương trước sự ngỡ ngàng của đối thủ, trước sự ngạc nhiên của các chuyên gia và cả sự trầm trồ của khách hàng xuất hiện trên thị trường từ năm 2007, nhận 30 triệu đô từ các nhà đầu tư nước ngoài. Huy Việt Nam, ông chủ của chuỗi cửa hàng món Huế là cái tên đình đám trong lĩnh vực F&B một thời. Nhà đầu tư Mỹ Mark Bobius, người đó 15 triệu USD vào Huy Việt Nam từng khẳng định sẽ rót thêm vốn bất cứ khi nào công ty này cần, theo thông cáo báo chí được doanh nghiệp phát ra vào năm 2015. Thế nhưng, là cửa hàng dừng hoạt động, doanh nghiệp bị tố nợ lương chậm thanh toán cho các nhà cung cấp, Cùng với khoản lỗ hơn 50 tỷ đồng mỗi năm trong 2 năm gần nhất, món Huế giờ đây được các chuyên gia đánh giá là một sự thất bại. Kết quả kinh doanh của món Huế 3 năm gần đây nhất cho thấy, song hành với mở rộng quy mô của chuỗi cửa hàng này là kết quả kinh doanh xuống dốc, giữ nguyên mức doanh thu khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm, Món Huế từ chỗ lãi gần 300 triệu đồng năm 2016 đã lỗ lần lượt là 54 tỷ đồng và 50 tỷ đồng vào các năm 2017 và 2018. Lỗ lũy kế của chuỗi này vào cuối năm 2018 là 107 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc ồ ạt đồng loạt mở các cửa hàng đã khiến cho huy Việt Nam gặp phải những hệ lụy như 1. Không thể quản lý được chất lượng 2. Không thể quản lý được nguồn doanh thu 3. Không đảm bảo được lợi nhuận thường thì các đơn hiệu khi phát triển chỉ dùng một phần vốn bên ngoài để mở rộng nhưng huy việt nam lại khác ông ta sử dụng toàn bộ vốn gọi được để đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh điều đó khiến huy việt nam không thể kiểm soát được lợi nhuận và dòng tiền sử dụng mở rộng nhanh quá khiến hệ thống quản lý không thích nghi được để phát triển đồng bộ kết lại một thương hiệu muốn thành công thì phải dựa trên hai yếu tố xây dựng thương hiệu xây dựng chất lượng ông huy đã làm rất tốt về xây dựng thương hiệu nhưng không thể xây dựng tốt về vấn đề chất lượng phổ ông hùng được nhiều người biết đến nhưng không phải vì hương vị ngon thịt bò tươi mà tại vì tô phỏ khổng lồ đây là minh chứng rõ rệt nhất cho việc xây dựng thương hiệu tốt hơn xây dựng chất lượng tại huy việt nam giữa thương hiệu và chất lượng thì chất lượng phải quan trọng hơn thương hiệu nhưng muốn phát triển được phải có cả chất lượng và thương hiệu nếu chỉ có chất lượng không thì cũng không thể phát triển lớn mạnh được. Nhưng nếu chỉ có thương hiệu không mà không có chất lượng thì việc giải thể là chuyện không khó đến được. Khách tìm đến một nhà hàng chỉ để thỏa mãn sự tò mò, mà sự tò mò thì chỉ cần một lần thỏa mãn là xong, và không bao giờ thực khách ấy tìm đến nhà hàng đó lần nào nữa thì cũng chết. Mà đã nói về thực phẩm thì phải là đúng sở thích, đúng khẩu vị thì người ta mới ăn, mới quay lại tìm. Chứ đã kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng thì nếu không có chất lượng thì chẳng bao giờ tồn tại được ăn uống là cái trực tiếp đánh vào vị giác của người ta nên nếu ngon thì dễ dàng người đó quay lại còn nếu không ngon thì dù thương hiệu tốt đến mấy thì người ta cũng sẽ không ăn chi phí trong kinh doanh nhà hàng là một khối tiền khổng lồ dù nhà hàng vắng hay đông thì vẫn phải sửa sang vẫn phải duy trì nhân viên nguồn thực phẩm cũng phải tươi mới nên khi kinh doanh nhà hàng khi đã lãi thì lãi rất nhiều nhưng khi đã lỗ thì lỗ lũy kế rất nhanh Thức ăn không ngon, không có khách, chi phí mặt bằng, nhân viên, nguyên liệu quá cao. Người trong cuộc thừa nhận rằng nhà hàng món Huế chỉ có vài chi nhánh ở trung tâm là có khách. Có khách nhưng cũng rất ít khách. Còn lại những chi nhánh khác thì hầu như là không có khách. Vì thế nếu đã phát triển một chuỗi cửa hàng thì phải có kế hoạch đường lối cụ thể. Thấy một nhà hàng đông khách thì mới mở thêm một nhà hàng tiếp theo và phải theo dõi cực kỳ sát sao. Nếu ổn thì mới mở thêm nhà hàng thứ ba và vân vân không nên mở quá ồn ạt như Huy Việt Nam. Nhà hàng quá ít khách mà lại mở ồn ạt thì khác gì mở cửa hàng để làm thương hiệu. Mà xây dựng thương hiệu kiểu này thì quá tốn kém và không hiệu quả.